Trà sữa nổi tiếng không chỉ nhờ vị trà hay sự béo ngậy của sữa mà còn nổi tiếng vì đồ ăn kèm với nó. Đồ ăn kèm xuất sắc lâu đời nhất đó chính là trân châu. Nội dung của bài học hôm nay: cách làm trân châu đen. Bước đầu tiên để làm trân châu, cho 2 lít nước vào xoong. Lưu ý là hãy cho nước sôi để làm mẻ trân châu cho nhanh. Bật bếp để mức to nhất đến khi nước sôi hẳn. Sau khi nước đã sôi, giảm bếp còn mức nhiệt thấp nhất là 100. Thả trân châu vào, thả nhẹ để tránh bột trân châu bị vỡ. Khuấy nhẹ. Lúc này trân châu còn đang là dạng bột, nếu khuấy mạnh thì nó sẽ tan hết cả bột ra. Khuấy nhẹ đến khi trân châu nổi hết lên mặt. Sau khi trân châu đã nổi lên hết mặt nước, chúng ta đậy vung. Vẫn để mức nhiệt thấp nhất trong vòng 30 phút. Vừa hết 30 phút, chúng ta tắt bếp. Và để ngoài đậy vung như thế này trong thêm 30 phút nữa. Sau khi ủ trân châu ở ngoài trong vòng 30 phút, chúng ta bỏ vung, lọc qua lưới. Rửa qua một lượt nước lọc. Ok. Sau khi rửa qua nước lọc, chúng ta đổ ra âu. Trộn thêm 30ml mật ong. Ml siro vani. Cuối cùng là 75g đường hạt. Bước cuối cùng của trân châu, trộn đều lên. Lúc này trân châu đã dai và giòn rồi thì nó sẽ không sợ bị nát nữa. Không sợ bị nát bột nữa.
Xong. Trân châu được ướp cùng với mật ong, vani và đường hạt. Ba nguyên liệu này không những làm cho trà sữa trở nên đậm đà hơn, mà chúng còn làm cho những hạt trân châu này trở nên thơm hơn và ngọt ngào hơn. Trong bài học tới, tôi sẽ dạy bạn cho bạn làm thạch. Thạch có thể sử dụng cho tất cả với mọi đồ uống. Thank you.